luôn là món ăn quen thuộc, được rất nhiều người ưa chuộng và có thể chế biến thành nhiều món ăn đa dạng. Trong số đó không thể không nhắc đến dưa chua xào tóp mỡ, một món ăn khoái khẩu của nhiều gia đình. Tóp mỡ béo ngậy, ăn kèm dưa chua dịu, tuy dân dã mà lại cực kỳ ngon miệng đưa cơm. Ngay sau đây, hãy cùng blog ẩm thực khám phá công thức chi tiết dưới đây nhé! Làm dưa chua xào tóp mỡ đơn giản và dân dã. Nguyên liệu bao gồm dưa chua, tóp mỡ, hành lá, hành tím, cà chua, gia vị như muối, mì chính, nước mắm, dầu ăn. Cách làm: rửa dưa chua 1-2 lần với nước sạch cho bớt vị mặn và chua. Đến bạn cho tóp mỡ có sẵn vào nồi chiên không dầu để tóp mỡ cứng lại. Hành tím bóc vỏ, thái lát mỏng. Cà chua rửa sạch, thái muối cao. Hành lá rửa sạch, thái nhỏ. Bắt chảo lên bếp, cho 1-2 thìa dầu ăn vào đun nóng. Dầu sôi thì cho hành khô vào phi cho thơm, rồi sau đó cho cà chua vào xào cùng luôn. Khi cà chua chín mềm thì cho dưa chua vào xào vài phút. Nêm thêm nửa thìa muối, một thìa mì chính, một ít nước mắm rồi đảo đều. Mỡ khi quay xong bạn mang thái thành miếng nhỏ. Sau dưa 1-2 phút thì cho tóp mỡ vào xào cùng. Đảo đều 1-2 phút cho dưa thấm đều gia vị. Dưa săn lại rồi mới cho hành lá đã cắt nhỏ vào đảo đều rồi tắt bếp. Lưu ý dưa chua vốn đã mặn nên khi nêm nếm gia vị vừa phải, không món ăn sẽ càng mặn hơn. Chút dưa ra đĩa và thưởng thức. Thành phẩm: món tóp mỡ xào dưa chua nhiều màu sắc và hương vị. Khi ăn bạn sẽ cảm nhận được tóp mỡ giòn tan cùng với vị chua mặn mặn của dưa cải. Đây là một món ăn kèm với cơm nóng vô cùng thơm ngon, đậm đà mà lại chế biến dễ dàng. Hai, cách làm tóp mỡ. Nếu bạn không mua được tóp mỡ sẵn thì có thể tự làm tóp mỡ nhé, vì cách làm rất đơn giản. Tóp mỡ có thể được bảo quản lâu nếu được đựng trong hũ thủy tinh hoặc hũ kín và để trong tủ lạnh.
hãy tham khảo hai cách làm tóc mỡ dưới đây của blog ẩm thực nha. Cách 1. Làm tóc mỡ bằng nồi chiên không dầu. Làm tóc mỡ bằng nồi chiên không dầu là cách đơn giản nhất mà bạn không cần phải lo lắng về việc bị bắn mỡ hoặc cần phải canh chừng liên tục. Cách này giúp tiết kiệm thời gian và không đòi hỏi phải rửa nhiều đồ. Đầu tiên, bạn rửa sạch mỡ lợn, sử dụng muối trắng và rượu để khử mùi hôi. Tiếp theo, thái mỡ thành từng miếng hình con chì, lớn hơn một chút để khi mỡ teo lại vẫn ngon. Sau đó, xếp đều mỡ vào nồi chiên không dầu. Chiên lần thứ nhất ở nhiệt độ 160 độ C trong khoảng 20-30 phút. Tiếp đó, chất mỡ ra và chiên lần thứ hai ở nhiệt độ 180 độ C trong khoảng 10 phút. Cách 2. Làm tóc mỡ bằng chảo. Chuẩn bị nồi nước sôi và thêm vào đó muối trắng, gừng đã đập dập và hành tím thái lát. Khi nước đã sôi, cho thịt mỡ vào luộc sơ trong khoảng 5 phút, sau đó vớt ra và rửa lại nước lạnh để ráo. Tiếp theo, thái thịt mỡ thành từng miếng hình vuông hoặc hình con chì. Đun chảo trên lửa vừa, đảo đều mỡ bằng đũa để tránh mỡ bị cháy và không bị văng dầu. Tiếp tục đảo cho đến khi mỡ săn lại, sau đó vớt ra để nghỉ trong khoảng 5 phút. Tiếp tục đảo mỡ trên lửa vừa, liên tục đảo để mỡ ra hết nước và phần bì trở nên giòn hơn. Khi mỡ đã đạt được độ vàng mong muốn, tắt bếp và thêm tỏi đã đập dập để tóp mỡ thơm hơn. Vớt tóp mỡ ra để ráo hoặc để trên giấy thấm dầu. Hấp dẫn mà còn dễ làm và không tốn nhiều thời gian, nhưng hương vị của món ăn này sẽ khiến bạn không khỏi bất ngờ. Còn chần chừ gì mà không lưu ngay video để trổ tài với cả nhà thôi nào.